Trường Dương, vô tình chúng ta lại gặp lại nhau nữa rồi. Mà lúc nào cũng gặp nhau đúng lúc hết ha. À, hồi tối hôm qua hình như là gió lớn lắm hay sao á, em nghe bên hàng xóm bị bể đồ. Ở nhà anh á, có bể hai chậu bông. Bà kể quên nó đi. Quan trọng là hôm nay đi đâu mà mặc đồ đẹp quá vậy? Em đi học. Còn anh, đi đâu mặc đồ lịch sử quá vậy? Ừ, thì em đi đâu anh đi đó. Ủa, vậy anh đi học hả? Không, anh đi làm. Em đi học hả? À thì em đi trường học, anh đi trường đời. À, công ty của anh ngộ quá ha. Công ty của anh ngộ là sao? Đi làm mà bắt nhân viên phải mang dép con heo luôn hả? Anh dễ thương quá. Dạy kèm tiếng Việt cho người nước ngoài, dạy thứ bảy và chủ nhật, lương 2.4 triệu một tháng. Rồi á, hơi xa, chắc là lên lớp phải mượn chiếc xe máy rồi. Có đàn ông quá không ta? Chiếc thằng dễ thương nè, ở vườn nhà mình nữa. Có nhà mua không ta? Dương Angel. Trời đất ơi, sao có hai thằng trai em dữ vậy? Ủa? Anh Nam. Anh làm gì ngã thức nhem vậy? À, anh mới tắm, định đi qua đi lại cho nó khô. À, tặng em nè.